Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi, đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Nhanh, 57 tuổi, ngụ xã Khánh Tiến, huyện U Minh về hành vi trên. Theo hồ sơ, năm 2011, Lê Thị Nhanh tổ chức mở hụi và rủ nhiều người quen biết tại địa phương tham gia để hưởng hoa hồng. Trong quá trình làm chủ hụi, lợi dụng hụi viên không quen biết nhau và không thường xuyên đi khui hụi, Nhanh đã tự ý hốt 57 chân hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền khoảng 700 triệu đồng. Đến tháng 2 năm 2015, Nhanh không còn khả năng lấp hụi nên vỡ hụi và bỏ đi khỏi địa phương. Đến ngày 30 tháng 3 năm 2023, lực lượng công an đã truy tìm được đối tượng Nhanh. Công an huyện U Minh đã chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.